Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với chuyên mục phím cơ ngon bổ rẻ. Hôm nay mình có ở đây một chiếc phím cơ có thể nói là hơi hơi custom một tí đến từ Newman. Thực ra nó là một chiếc bàn phím preview với khả năng hot swap. Bây giờ hình như là cứ con nào hot swap là thành kiểu hơi dạng custom ấy. Thì hôm nay mình có đây chiếc Newman GM680, một chiếc bàn phím với khả năng kết nối không dây, layout 65% với mức giá khá dễ chịu. Đó là loanh quanh 1,3 triệu đồng dành cho hàng chính hãng. Chúng ta có kết nối Bluetooth, có keycap PBT với màu sắc rất là sặc sỡ. Các bạn có khả năng hot swap, có LED RGB. Và cái giá 1 triệu 3 thì nó hấp dẫn hay không? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Theo như mình tìm hiểu thì cái chiếc bàn phím Newman GM680 này sẽ có hai phiên bản màu sắc. Một là phiên bản mà hãng gọi là phiên bản Jungle, phiên bản rừng rú. Thì chúng ta có đây một thiết kế khá là sặc sỡ với gọi là gì, long và lân, rất là rồng và hổ. Và như các bạn nhớ ấy, thì cách đây một thời gian mình có làm một chiếc bàn phím của Newman layout 75% và mình có nói nhầm ở trên vỏ hộp là thiết kế hình con rồng, nhưng thực ra là con hổ, nhưng mà lần này là rồng thật nhé. Lần này là rồng thật đây, đúng con rồng ở trên vỏ hộp đây. Và như bạn thấy là trên cạnh hộp có ghi là Jungle và White Red, là đánh dấu là đây phiên bản nào. Thì phiên bản này phiên bản Jungle, là phiên bản rừng rú. Chúng ta có layout 65% với một cái hộp trông rất là chất lượng. Bên trong các bạn sẽ có một cái cáp USB, một đầu A, một đầu C với cục chống nhiễu. Cáp này thì chỉ là cáp nhựa cơ bản thôi, không bọc dù gì cả. Các bạn có một chiếc túi đựng làm kiểu dạng vải nỉ, trông rất là hay, đó, sờ rất là mượt. Ngoài ra chúng ta có một cái chiếc key puller, kiêm switch puller hai đầu như vậy. Và các bạn sẽ có 4 cái switch để thay thế ở đây, 4 cái switch hot swap. Và đối với cái chiếc GM680 này, cái switch mặc định sẽ là switch Gatron G Pro. Và phiên bản đây là G Pro Silver, rất mượt với cái hành trình ngắn hơn một chút so với switch cơ bản G Pro và có cái điểm kích hoạt cũng sớm hơn. Thì có lẽ là hướng đến game thủ, thì có khả năng đó lý do tại sao đặt tên là GM Gaming. Thì đây mình có cả hai chiếc. Mình cũng không hiểu tại sao nhà phân phối lại gửi cho mình cả hai chiếc giống hệt nhau, tức là giống về cả màu sắc, giống về cả switch. Nhưng mà thôi thì nó cũng khá là tiện, đó là mình sẽ có sẵn hai chiếc đây, một chiếc mình mod nhẹ và một chiếc để stock cho các bạn nghe thử âm thanh như thế nào. Cơ mà trước khi đi đến âm thanh, các bạn nhìn xem thiết kế ngoại hình nó như thế nào. Đầu tiên các bạn thể thấy là chúng ta có thiết kế rất cơ bản với một lớp vỏ nhựa và bên trên là dạng keycap hở, tức là không có phần top frame. Đây là chiếc bàn phím thiết kế tray mount và chính vì không có phần top frame ở trên nên tháo bàn phím ra khá là dễ. Các bạn cổng USB-C ở bên trên cạnh phải. Chúng ta có chân kickstand ở bên dưới, kickstand là chân một nấc. Và kickstand này có fit cao su để chống trượt, cũng như là các bạn có 4 cái fit ở 4 góc và công tắc bật tắt ở bên dưới. Ngoài ra lại còn tem của nhà phân phối cũng như là một số thông tin, ví dụ như ở đây là wireless và wire dual mode mechanical keyboard này, mã là GM680 với khả năng nhận sạc đầu vào là 5V 150A, 150mAh chứ ampere nổ mà phím. Công tắc bật tắt ở đây. Thiết kế rất đơn giản. Và cái chiếc bàn phím này thì nó là một cái layout 65% gọi là khá là compact. Tức là cụm phần bên phải các bạn thấy là phím mũi tên được đẩy sát vào. Các bạn có đủ an, control, function, có delete, home, page up, page down. Không có phím end, các bạn muốn bấm phím end thì bấm qua function. Và phía trên thì cũng là một cái layout cơ bản là với phím escape từ 1 đến 0. Và các bạn thì bấm function để kích hoạt từ F4, F2, F3, F4, F12. Thì một layout rất bình thường thôi. Cơ mà có một cái mình chưa hài lòng khi mình mở hộp bàn phím này ra. Đó là thứ nhất, keycap được gắn chưa chặt, thế nên rằng một trong hai chiếc bàn phím này thì bung khá là kiểu keycap ra. Tức là mình mở hộp là hộp nguyên si, vẫn còn cả siêu ni lông bên ngoài. Thì mở ra một chiếc bàn phím long phải tầm 4-5 keycap ra và ấn lại. Và một chiếc trong hai chiếc này thì bị cái kiểu là keycap gắn chưa chuẩn ấy. Đó là cái nút control và nút tab còn bị xoay ngược. Nhưng mà nhìn thấy ở đây là nút tab mình còn chưa gắn lại. Nút tab bị xoay ngược và nút control cũng bị xoay ngược, mình xoay ngược lại rồi. Và keycap gắn chưa chặt. Gần như 90% keycap thì mình phím nó gắn chưa chặt, mình phải ấn lại xuống cho nó chặt hẳn vào. Thì mình thấy có thể là cái khâu lắp ráp hơi bị vội vàng quá hay sao ấy, nên là keycap gắn chưa chặt bị bung rất là nhiều. Và một cái nữa đó là khi mình tháo keycap ra để mình tháo phí thì mình thấy rằng dưới plate khá là bẩn. Ở dưới plate rất nhiều bụi bặm và trông nó kiểu sạn 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 ấy. Cái plate mặc dù màu trắng nó gọi là phản xạ ánh sáng rất đẹp đấy, nhưng mà không hiểu sao cái plate rất là bẩn. Mặc dù bàn phím nguyên si, nguyên si vừa bóc ra luôn chưa ai dùng mà cái plate trông rất là bẩn thì mình thấy chưa hài lòng lắm. Cơ mà vì nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng nên mình sẽ không nói thêm về vấn đề này. Tiếp đến về cái phần thiết kế thì chúng ta có keycap profile XDA với nhựa PBT đai sắt, màu sắc rất là rực rỡ. Cái này là xấu hay đẹp thì nó là tùy nhu cầu từng người, nhưng còn đối với mình là cái độ hoàn thiện thì mình đánh giá rất là ok. Mực in rất là gọi là đậm đà, sắc nét cũng như là keycap dày dặn,
không hề cái gì chê được về cái cáp này cả. Và Switch thì Gateron Box Silver cũng rất là ngon, rất là mượt. Chút nữa các bạn nghe sound test sau. Về cái socket hot swap và cái mạch thì đây là một điều chưa hay. Cái mạch này mặc dù là mạch hot swap với socket của CIY, đúng rồi, CIY như cái thương hiệu làm ở phim tester vậy, thì socket của CIY. Nhưng mà thứ nhất, socket này socket 3 chân. Nếu các bạn về sau muốn thay Switch mà thay Switch 5 chân thì sẽ phải cắt bớt 2 chân nhựa đi, là một. Và tiếp theo nữa là cái socket này thì họ làm cái kiểu hơi buồn cười một chút, đó là cái đèn LED không làm phẳng với cả mạch, mà LED đặt ở trên mạch lồi hẳn lên. Thế nên rằng nếu về tương lai các bạn thay những cái Switch hot swap khác vào đây thì nhớ, thứ nhất là phải Switch 3 chân hoặc cắt 2 chân đi, và thứ hai là Switch phải có khoảng trống. Ở dưới đáy của Switch phải có khoảng trống thì cái đèn LED nó nằm gọn vào trong được. Nhưng còn một số các loại Switch mình dùng thì nếu cái đáy Switch là đáy phẳng thì không cắm được vào đây vì đèn LED lồi lên rất nhiều. Tiếp tục đi sâu bên trong các bàn phím này thì các bạn chỉ cần tháo ốc ở trên plate là có thể dốc cả bàn phím ra ngoài. Thì anh em có thể tiếp cận được cái linh kiện bên trong. Thứ nhất, chúng ta có viên pin với dung lượng là 1850 mAh, dung lượng khá là khiêm tốn. Các bạn có thể tháo cái dây pin này ra là có thể nhòm ngó bên trong. Thì cái vỏ case ở bên dưới nó cũng rất là rỗng, nó không có gì cả. Thế nên rằng cái âm thanh ban đầu trước bàn phím này mặc dù không phải là quá tệ nhưng mà vẫn còn hơi rỗng. Nên rằng là chút nữa mình sẽ có một cái video sound test cả stock cũng như là đệm đệm xốp để xem nó khác nhau nhiều như thế nào. Và bên trong này thì các bạn thấy là giữa plate và PCB đã có sẵn một lớp xốp EVA để tiêu âm rồi. Đây là một điểm khá là đáng khen. Cơ mà sau khi sound test xong thì mình thấy thứ nhất là âm thanh vẫn còn hơi rỗng. Và thứ hai là stabilizer zin thì có loop, mặc dù có loop nhưng mà không đáng kể. Thế nên rằng stabilizer vẫn rất là lọc sọc. Nhưng cái bàn phím này vì nó thiết kế tray mount cơ bản nên rất là dễ mod. Và vì cái switch và keycap cũng tương đối chất lượng, thế nên rằng mình nghĩ sau khi mod xong nó sẽ nghe hay rất là nhiều. Thì bây giờ hãy cùng nhau nghe thử cái âm thanh của chiếc bàn phím này khi ở cái tình trạng stock xem như thế nào nhé. Như các bạn vừa nghe thì âm thanh stock không hề tệ vì cái keycap khá là dày dặn nhựa PPT chất lượng và cái switch của Gateron cũng rất là ngon. Nên là âm thanh không hề tệ một chút nào, nó hơi rộng một chút và stabilizer mới là cái tệ. Thế nên rằng mình có đệm thêm một lớp soft boron tương đối dày dặn ở dưới đáy để cho bớt loãng âm thanh đi. Cũng như là loop lại stabilizer thì sau khi nghe âm thanh đã mod lại thì mình muốn nói luôn một số cái trải nghiệm của mình về bàn phím này. Thứ nhất là đèn LED tương đối là sáng, đèn LED tương đối sáng và hiệu ứng rất là mượt mà. Thay đổi LED RGB rất là ok, rất nhiều ứng để các bạn nghịch ngợm. Cái bàn phím này thì không có receiver 2.4 vì nó không có cái chế độ 2.4GHz mà chỉ có Bluetooth thôi. Thì mình có test thử bàn phím này nó có kết nối Bluetooth cả 5.0 và 3.0. Thì tùy các bạn thích là thiết bị cũ hay thiết bị mới đều kết nối được hết. Và có thể kết nối tối đa là 3 thiết bị. Thì mình có thử kết nối 2 chiếc smartphone và bấm function QWE để đổi qua đổi lại các thiết bị thì đổi rất nhanh, không hề có vấn đề gì cả. Và nếu anh em đang sử dụng mà muốn đổi qua chế độ cắm dây thì các bạn chỉ cần bấm function và giữ nút tab là đổi qua chế độ cắm dây. Thì tất cả mọi thứ tính năng của nó hoạt động rất ok. Và cái mình thấy hay là các cái ký tự phụ ở trên keycap mặc dù hơi khó nhìn, cái màu xanh lam nhạt hơi khó nhìn, nhưng mà các bạn có thể nhìn rất là rõ ở đây là các cái phím phụ như là kích hoạt Bluetooth này, các cái phím print screen scroll lock này, hay là tăng giảm độ sáng các thứ, nó là những phím nào thì có hiển thị hết ký tự phụ ở đây. Rất là tiện, trải nghiệm sử dụng thì không có gì tệ cả. Và bây giờ các bạn hãy nghe thử xem âm thanh sau khi mod một lớp soft boron ở dưới đáy case cũng như là loop lại stabilizer thì nó hay hơn hay nó tệ hơn như thế nào.
Và đó là sound test sau khi đã thêm shop boron và lúp lại stabilizer. Anh em cảm thấy thế nào? Hy vọng mọi người thấy video này thú vị và thêm nhiều kiến thức. Đối với cảm quan của mình thì 1.3 triệu là mức giá phù hợp cho chiếc bản phím này. Mặc dù chỉ có thiết kế từ nhựa và dạng tray mount truyền thống thôi, nhưng mà chúng ta có switch của Athlon chất lượng và có keycap tương đối dày dặn và tương đối đẹp nữa. Cứ mà đẹp hay không thì phải tùy nhu cầu và tùy gu từng người. Có thể nhiều người thấy là nó hơi sặc sỡ, nó hơi gọi là loè loẹt quá, có người sẽ thấy đẹp. Mình thấy là cái mức giá như vậy là hoàn toàn hợp lý với chiếc bàn phím này, với tính năng đầy đủ, led lủng ok. Một số điểm trừ đó là stabilizer stock thì lọc sóng rất là nhiều, các bạn cần lúp lại. Và cái thứ hai nữa đó là cái mạch này chỉ là mạch hot swap 3 chân và đèn led lồi, nó không phải là cái mạch gọi là thân thiện với người thích thay switch. Thì đó là chiếc bàn phím GM680 của Neumann. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên lại một like và nhấn subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại các bạn trong các video khác. Peace.